chat trực tiếp rồi. Thì các bác mà yêu thích em nào thì đừng quên liên hệ số điện thoại nhé. Và em xin cảm ơn các bác. Và các bác tiếp tục xem và chia sẻ là video này cho mọi người cùng xem tiếp nhé. Thì hiện tại thì vẫn có nhiều chú chó về đây. Mấy em này có mấy em này mới đến chợ đây. Đấy, mới đến chợ đây. Một em vàng vện này. Vện vàng. Đấy. Đây họ nẹp tai thì tai nó đã cứng rồi đây này. Đấy. Nẹp tai nó cứng tai rồi nhá các bác nhé. Đấy. Bạn này giờ đánh cái này. Con này em bán bao nhiêu? Ồ. Bao nhiêu? 1,5 triệu à? Đấy, bọn em cái lửng, đuôi lửng vện vàng nhá. Giá 1,5 triệu. Đấy, phải nói là hôm nay chó giá chó rất là hợp lý và khá là rẻ luôn các bác ạ. Đấy. Vừa đẹp vừa rẻ nhá các bác nhá. Đấy, hợp lý luôn. Đấy. Đây cũng mời em cái nhá. Con này thì bao nhiêu? Con này thì 2 triệu. 3 triệu. Con này thì 1,5 triệu. Con lửng thì 1,5 triệu. Đấy, con thỏ thì là 3 triệu các bác ạ. Đấy, cũng là vột em vện vàng. Đấy, chân to, tai to, mõm hộp này. À, tai dựng, nhầm. Tai dựng, tai nhọn nha, mõm hộp nhá. Cái này thì bạn em bảo 3 triệu, đốm lưỡi. Đốm lưỡi này, tầm 2 tháng già rồi. Người rất là mập luôn. Đấy. Mõm miếng rất ok luôn này. Đấy. Tai dựng lên rồi. Đấy. Đấy. Hai em. Đấy. Hai em vện gọi là vện vàng. Mũi nâu. Đấy. Đây, có một em cọc tứ mục nữa nhé. Đấy, đằng sau là một em cọc tứ mục. Đấy. Nhìn khá là ổn. Em cho nó đứng lên xem nào. Cho con này này. Em nó đi kiểu gì? Chân có thẳng không? Đẹp không? Chân cũng thẳng các bác ạ. Đấy. Không khồng khèo. Đấy. Dáng rất là đẹp luôn. Đấy, bàn chân, bốn chân đều trụm nhé. Đấy, gọi là chân hùm, có đạn luôn. Bàn chân to. Bàn này chạm to đấy các bác ạ. Đấy. Nó phải trên 20 cân nếu mà trưởng thành. Đấy, trưởng thành nó phải to hơn em này. To, em này mập rồi. Mập già chó rồi. Đây là dòng vàng xám, vàng đen. Còn đây là vàng vện. Vàng vện các bác ạ. Vàng vện, em này có giá là 3 triệu nha. Rất tuyệt vời, rất đẹp luôn. Đuôi thỏ, dưới đinh cái. Mõm ngắn. Đài đã lên rồi. Vâng, phía bên này là những dòng chó trưởng thành các bác nhé. Đây, dòng chó trưởng thành. Vâng, đây có một em sù đen. Này, này chơi quạt xích to nha. Đen, đen. Tai đang sợ các bác ạ. Đang nghe sợ nên là tai nó vảnh sang hai bên. Phải là nhiều em là họ không để ý cho nên là nó không được thuần cho lắm. Như bình thường nhiều chục cuốn mà người ta dắt đi ấy, thì nó rất là thuần các bác ạ. Đấy. Đây, em này thì họ bán với giá là 1,6-1,7 triệu gì đấy thôi. Đấy. Còn em kem bạc má nhá. Đấy, phần má nó sẽ bạc, nó trắng hơn này. Phần má sẽ trắng hơn, đẹp hơn này. Đuôi vút cần câu, đuôi đẹp, cái dáng cũng đẹp nhá. Hình gọi là tai dựng dòng kem sói. Đấy.
đẹp luôn đấy. Mà giá cực kỳ mềm đây, thích